Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Tạm mảnh ghép yêu thương chào anh. Chào Minh Hoàng, cũng dồi dào sức khỏe, là cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Anh ngồi vậy đó, anh đừng có chồm lên nó mất cái phần đầu của mình, nó sẽ không đẹp nha. Vàng ơi, xe quá. Không vậy đó, vậy là được rồi đó, đừng có chồm lên nữa. Dạ, rồi là... anh cho biết họ tên này cũng như năm sinh của anh luôn ha. Dư Hệ Thông, sinh 1966, năm nay 59 tuổi, gốc Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, mà vô trong đây là sống với bà xã là được 10 năm rồi. Trong khi bà xã là làm công việc là bệnh ung thư vú mất. Thông chưa à, sinh năm 1969 hả? À, 59 tuổi đó. Ủa, năm anh bao nhiêu? 59 tuổi hả? Tại là tôi hơn bà xã tôi mà 10 tuổi, bà xã tôi là mất. Vậy là anh sinh năm 1965 đúng không? Đúng ra nha, đúng ra Minh Hoàng, đúng ra là tuổi tôi đó thiệt, đúng ra là 1964, nhưng mà do cha mẹ hầu là khai hầu là cha tàu mẹ Việt á, đi rồi bây giờ được rồi, anh 1 tuổi cũng không sao á, là 1965 là năm nay anh 59 tuổi. Rồi anh Thông đến từ Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang ha. Tại Minh Hoàng, cái hầu trước có nhân hầu trước là Nha Trang với Tuy Hòa, đó là một tỉnh, bắt đầu nó tách ra coi như là Phú Yên, Khánh Hòa là thành phố Nha Trang đó. Và anh Thông nè, bây giờ em hỏi cái nào anh trả lời cái đó ha, không cần thiết phải mình nói nhiều, anh ngồi lui ra giùm em đi, nó bị mất phần đầu. Anh trả lời, anh cứ ngồi bình thường giữ dáng trả lời, đừng có chồm lên nó mất cái phần đầu, rồi khán giả sẽ nói không tốt về mình á. Rồi anh Thông nè, anh có đồng ý cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không anh Thông? Đồng ý Minh Hoàng. Mọi tổn hại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Thông yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được ha. Rồi, rất đồng ý Minh Hoàng. Đồng ý. Anh Thông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của anh. Đồng ý Minh Hoàng. Như theo lời anh mô tả thì chị mất nay bao lâu rồi anh? Mấy bạn nay là đúng là coi như là 65 ngày rồi các bạn. 65 ngày rồi. Mới 65 ngày. Mới có 65 ngày thôi hả? Anh với chị được mấy mặt con? Được hai con các bạn. Thằng lớn năm nay là 29 tuổi. Thằng nhỏ là 10 tuổi đấy. Hiện nay ở Khánh Hòa đó là anh Thông đang ở nhà của anh hay là nhà của ai? Hiện bây giờ đây là ở Sài Gòn, Minh Hoàng ở Sài Gòn mà ở hiện Bình Chánh. Hiện nay là anh đang sống ở Sài Gòn. Đúng rồi. Ở Bình Chánh mà là nhà của anh hay là nhà của ai? Nhà thờ Minh Hoàng. Nhà thờ của cha mẹ hả? Nhà thơ ấy, nhà mà thơ ở đó. Rồi nhà thuê rồi chị mất ở đâu anh? Chị mất ở tại Bình Chánh luôn, tại xã Quỳnh Lộc Bơ. Anh Thông à, chị mới mất có 65 ngày thôi, chưa được 100 ngày nữa mà sao anh lại vội vã lên chương trình tìm mảnh ghép vậy anh Thông? Tại vì mình cũng nói với Tiến Vàng là chuyện đó thì bây giờ đi vợ mất rồi, giờ mình cũng tự do, hay mình cũng đang hòn cho mình cũng đâu có ai đâu, giờ mình cũng nói con thì nó cũng cho người ta chấp nhận dễ. Như hai nữa là trong trong mà trong khi mà cái thời gian mà
mà tôi tìm hiểu hầu với là vợ là cũng còn sống, cách nói chuyện này nọ là y như là cái một người mà tôi ấn tượng vậy, Hoàng đó, hai cái kênh của Huy Hoàng đó là cũng mấy tháng rồi đó. Thì Không thì như lời anh Thông nói thì Minh Hoàng cũng không có cãi anh ha, tại vì người đã mất thì cũng đã mất rồi, quan trọng là lo lại cho cái người còn ở lại thôi. Nhưng mà cái phong tục và cũng như cái lễ giáo của người Việt Nam mình thì ít ra thì cũng phải nó thời gian nó cũng phải khá khá lâu chút xíu. Còn này mới có 60 mấy ngày, nó chưa được qua 100 ngày, thì anh như vậy anh vội vã rồi, anh có e ngại là quý vị khán giả sẽ ném đá anh không? Tôi nói với Minh Hoàng nè, tại mình là người thật, mình là thật lòng, mình là tốt, mình không có gì mình sợ hết đó. Tại đây thì vợ mất thì cũng bình thường, thì mình nghĩ là trong mình cũng tranh thủ được kiếm một cái thời gian kiếm được gặp trên mạng của Minh Hoàng đó, thì cũng có đâu có rồi, sẵn là tôi là tranh thủ Minh Hoàng à, À, thiệt thì thiệt cũng là cũng em hiểu là anh cũng có ấn tượng được cô nào rồi, nên thành ra anh như cái cách anh nói là anh tranh thủ để anh sợ giống như là mất người đó cũng về à. nó trôi qua mất người đó đúng không? Nhưng Dạ. mà anh Thông nè, Dạ. anh có suy nghĩ là nhiều khi mình ấn tượng cái chị đó, mà khi mình xuất hiện lên rồi á, mình có biết chắc là cái chị đó có đồng ý để kết bạn với mình hay không, mà anh lại vội vã anh đưa ra là anh nói là sợ bị dụ mắt. Cái này nó cũng ở tùy cái duyên nợ duyên số của mình nữa anh Phong. Thì đúng rồi, thì Minh Hoàng nói thì tôi cũng rất công nhận đúng, chung ý là mình là tại mình là cái bản chất của mình đó rất là tốt, rất là đàng hoàng, chứ không phải là như là bậy bạ ăn chơi này nọ rồi với gái vú rồi với cờ bạc này kia. Tại mình là không có con đường cái đó, tại rồi mình là biết làm ăn, biết lo thương vợ, biết chia sẻ, là mới biết là đối đãi với vợ tốt hay không. Mà vợ đây thì nó quá quá cố rồi, coi như là cái bệnh nó nặng quá thì nó cũng chữa, nó cũng được anh Hoàng chú cũng được 3 năm anh Hoàng, 3 năm chờ bắt đầu mới mới mất đó chứ Em đâu phải đâu. không phải là em nói anh là người không tốt, ý em muốn nói tốt cho anh ở đây là anh có vội vã lắm không, khi thí dụ như cái người mà anh ấn tượng sắp tới đây người ta từ chối anh thì lúc đó anh sẽ nghĩ như thế nào, rồi cộng đồng mạng sẽ có những cái comment rất là không tốt về anh, thì Thì cái này anh có chịu nổi, anh có chịu đựng nổi không? không, đối với tôi Minh Hoàng, đối với tôi thì rất là bình thường, chứ cũng không có gì mà gì nói đó. Tại mình sống hồi giờ là mình cũng trải qua rồi, cũng khổ đau của ngày nọ là mất mát cũng nhiều rồi, hai năm mình cũng không có gì mà sợ. Tại mình là mình tốt mà, mình lòng mình tốt, mình đàng hoàng là mình không có gì mình sợ hết. Nhưng mà ví dụ như mà em thí dụ thôi, Rồi cái duyên nó đến với anh, cái cô mà anh ấn tượng sẽ đồng ý kết nối với anh á, thì rồi chắc chắn sẽ không dám về nơi cái chỗ anh để mà sống chung với anh, có lẽ là anh phải di chuyển chỗ khác nữa thì qua mai á họ mới dám, chứ còn mà tới cái chỗ anh đang ở như thế này thì người cô em nghĩ chắc họ sẽ không dám đến. Vì cái phong tục cái lễ giáo của người Việt Nam thì anh không nè, anh cũng 59 tuổi rồi thì anh cũng hiểu về cái phong tục lễ giáo của người Việt Nam đúng không anh Phong? rồi Thì thôi thì cái đó là cũng là một cái cách chọn lựa của anh. Thì em chỉ
Góp ý giống như là anh em mình, em xem anh cũng giống như một người anh vậy thôi, anh em mình trò chuyện với nhau. Em ơi, Thì em cũng có một cái ý kiến thôi, chứ không dám là gọi là cái nhắc nhở gì anh. Cái ý kiến để đưa ra để anh có thể suy nghĩ và anh lựa chọn cho nó sáng suốt hơn. Bây giờ tùy anh thôi. Bây giờ anh muốn như thế thì anh không là anh cao bao nhiêu? tôi bình vàng tôi cao là 1m68, 65 kg. Anh không nè, anh có cái ưu khuyết điểm gì? Thì tôi ví dụ tôi là mạnh mẽ lắm, mà làm ăn này nọ là chuyện gì, nói chung là hầu xưa là làm với bà xã, là làm cái công việc gì được á, hầu giờ mình chịu đựng chịu khổ, mà hồi xưa giờ là mình là chịu đựng chịu khổ lắm, không có gì mình làm cái công việc này không được là làm cái công việc khác, hay là tôi mình không phải là mình thấy mình sợ gì đó. Tôi rất mạnh mẽ lắm, rất cũng vui vẻ, rất cũng là thoải mái với vợ con lắm. Rồi cái điểm yếu của anh là cái gì? Với tôi vàng mình rất thương người ghê lắm, thấy ai mà khổ này nọ, vợ chồng tôi thấy khổ này nọ mà ai nói với là tự nhiên là nước mắt nó trào được trào, không thể nào mà được, là cái khổ gì này nọ mình cũng cho tiền cho người ta hết, cho tiền cho này nọ đó, mà cho rồi xong tôi là coi như người ta là của đi này nọ, ví dụ khi mượn tiền á, cho tiền mình thấy gì mình cũng cho đó, mình đồng ý mình không có nhưng mình cũng cho người ta. Nó cho người ta xong xuôi, người ta là lấy mình được rồi, rồi cho mượn này, là cuối cùng là người ta lấy luôn mà tới tới mình đòi thì chẳng qua mình đòi là coi thử người ta, cái lòng của người ta tốt như thế nào, đòi tới là người ta la cái chữ này là mình thấy thôi, nếu không biết cái người đó không có tốt tự nhiên là mình không có giao lưu nữa, mình không có cho tiền hay mượn tiền nữa. Đại lòng yếu người á, rất rất thương người, thương lắm. Anh Phong, anh vào Bình Chánh sống lâu chưa? Tôi nói với mình Hoàng là vợ chồng tôi vô trong đây là đúng là 10 năm nữa, chú Hoàng, 10 năm nữa. Ở ngoài quê anh còn đất hay nhà cửa gì không? Ở cùng đất thì trong khi là còn còn đất cho Mỹ, đất hầu là ở chung với bà mẹ vợ đó, thì mua nhà chung á, chung ở chung với chung ở vua đó. Rồi cái thời gian mà vô đây ở quẩy là cũng kêu bán, nhưng mà bán chưa được, bán chưa được, xong từ đó là vợ là coi như là nó còn khỏe đó, cũng không biết chừng mà kháng ra gì thì bệnh bệnh mà bệnh bệnh giai đoạn cuối, sau nghỉ con cũng cũng có chút tiền chữa chữa mà ai vừa chữa mà vừa là bán nhà mà bán chưa được đó. Bán chưa được đó. Tại Minh Hoàng ơi, Minh Hoàng chờ 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 chút Minh Hoàng nha. Rồi rồi rồi. Là trực thớ rộng ngày ngày mấy trăm. Thì hiện nay là anh Thông đang làm công việc bảo vệ hả? Làm bảo vệ sát nhà Minh Hoàng, từ 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 ngay chỗ khu dân cư Quỳnh Lộc Bơ á, là qua bên nhà khoảng cỡ 50 mét. Hiện nay anh làm bảo vệ, lương của mình một tháng được bao nhiêu anh Thông? Lương thì 6 triệu 6 triệu, mà hai làm mình tăng ca thêm này nọ là tháng cỡ 1 triệu mấy nữa, thành như cũng cỡ 70 rưỡi. Rồi tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền xăng cậu đi đến chỗ làm đi về. Không có nhiều hết, là mình gần nhà, là còn tiền ăn uống là phí vợ là cũng có tài trợ là cho thơ cái nhà để ở chung với bà mẹ vợ đó, là phí vợ cho, là Rồi còn còn tiền dư là gấp vợ. anh phải chăm sóc cho một đứa bé 10 tuổi nữa. Thì có chứ, cũng chăm sóc cho con, rồi với hai nó phía vợ là cũng tài trợ bên ngoài, à cũng tài trợ cũng cho này kia, cũng thoải mái lắm. Mai hai nữa mình cũng dư một số tiền ít đó,
Bây giờ anh muốn tìm một cái nửa mảnh ghép về với cuộc sống của anh nữa thì liệu anh có kham nổi không? Thoải mái quen à, tại là tôi nói thì kia mình quen, mình cũng cũng có tích lũy, tại giờ mất là cũng có số tiền nữa đỡ mình cất lắm, mình tích lũy hai làm đây là cũng có tiền dư nữa, tiền dư cho mình nữa, mình sau này dù mình có gặp gặp cô nào này nọ, hai cô nào có trong nước ngoài nước kia gì đó là thấy mình như vậy là mình tánh tình mình tốt hay này nọ là người ta có ấn tượng, người ta cũng mến và tìm hiểu mình. Anh muốn tìm cái nửa mảnh ghép của mình là người ngoài nước luôn hả? Trong nước ngoài nước luôn, mà tôi nói chân hoàng đây á, là có biết không, là bên ngoài biết ai không, bên ngoài biết ai không, là cô Kim Ánh á. Có nghĩa là anh chọn chị Kim Ánh ở Mỹ hả? Ở Mỹ đó mà gốc ở ở Cần Thơ á, chứ mà tại cách nói chuyện á, cách nói chuyện rồi đối xử này nọ là y như là bà xã tôi á, không khác một chút gì hết, từ là từ đầu cũng đưa luôn, cách đối xử chia rẽ là thương mến rồi cái tâm cái đức này là ăn ở vui vẻ này là hoạt bát rồi với biết sống biết bày tỏ giống y như là như bà xã tôi hầu là cái cuộc sống vậy đó. Không ghét một chút luôn, nói ra một lần là mình rồi là khóc mà sợ luôn. Em hiểu cái nỗi lòng của anh, nhưng mà anh Thông nè, Rồi anh có bao giờ anh nghĩ cho nó kỹ rồi mình đưa ra quyết định hay không? Tại vì chị Kim Ánh là chị là một Việt kiều Mỹ, chị đi qua Mỹ cũng khá là lâu và chị cũng đang làm một cái chủ tiệm nail ở bên Mỹ á. Thì có nhà ở Cần Thơ, có cả cái vườn cây ăn trái nữa, rất là to. Đời sống của chị thì nói thẳng là không thiếu cái thứ gì, mà anh có nghĩ là chị có thể kết nối với anh và anh nắm được bao nhiêu phần không? tại theo tôi về tại là mình là tốt, theo tôi là tốt, nói chung là không có cái gì mà đỡ là xã hội là chơi mình thì mình là cũng biết lo để làm được ăn, là rất là hòa biết thương vợ thương con, là không có ăn chơi bời này nọ, thuốc lá cũng không có, rồi là ăn chơi gái vú cờ bạc cái đồ đá banh này nọ thì kia một tí mình đâu có chơi cái đó, thì mình biết lo biết làm ăn thôi, để cái tánh mình là tốt thì mình theo cái tiêu chuẩn của cái máy nó ra thì rất là đơn giản, mà hai nói là rất đơn giản, mà hai nói là thật lòng, chân chân thành thật lòng chân chính là của con người của Kim Ánh, nó rất là tốt. Hai nói là Kim Ánh là cũng có khuôn mặt phúc hậu, nói chung là tính tình nói chuyện này là y như là bà xã tôi, không khác một chút gì hết. Rồi khi ví dụ như kết nối được thì chị Kim Ánh ở bên Mỹ nè, còn anh ở Việt Nam thì gặp nhau như thế nào? Thì nếu mà dụ kim hoàng mà cho tôi mà được kết nối với Kim Ánh thật lòng giúp đỡ cho tôi á, thì giữa tôi Kim Ánh thì mình tìm hiểu là giữa người ở Việt Nam và người ở bên đó tìm hiểu là như nào, là tôi có tốt hay tôi có cho như nào, thì tôi nghĩ nói nếu được thì giả sử như Kim Ánh về phải không, về tôi cũng cho cái địa chỉ tôi ở khi đó Kim Ánh tìm hiểu tôi là người là ở cái chỗ đó là có tốt hay xấu, cái này nọ không, thì nếu tốt Và ví dụ như mà chị chịu, khi mà chị đồng ý kết nối với anh rồi thì sẽ có cái định hướng như thế nào? Ví dụ như chị ở bên Mỹ, anh ở bên Việt Nam, làm sao mà gặp nhau thường xuyên được? thì gặp như cái tuần xuyên thì ở ở bên đó sáng thì mình tối, nhưng mà dù có thời gian nào mà
mà cái mánh rảnh là chị gọi cho tôi, mà tôi có rảnh đó thì tôi có cái giờ sáng mình nói là tối tối này nó khi được thì giữa hai người trong khi cái thời gian đó có thời gian để mình tìm hiểu mà thì đó thì cái đó em không có nói, cái chuyện đó mình tìm hiểu trên điện thoại. Ý em rồi. nói là khi mình gặp trực tiếp với nhau á, có cả một cái vấn đề sao mà gặp đây một năm chẳng lẽ gặp nhau có một lần hoặc là 2 năm mới gặp nhau một lần sao anh? Rồi liệu cái tình yêu nó có ổn thỏa không? Thì nói với Minh Hoàng là nói với tôi thì rất là bình thường, tôi rất là chịu cực, chịu khổ, chịu chờ đợi lắm. Quan trọng là Minh Ánh là có thật lòng thương tôi không, thương tôi không, có chấp nhận là tôi là một người bạn là chi kỷ sống vẻ bờ gỗ của Ánh không là quan trọng. Còn tôi thì chờ nó nói chung là 2 tháng 3 tháng hay 1 năm gì tôi cũng vẫn là bình thường, tôi vẫn là người chung thủy rất tốt. Sao anh không, nếu mà anh không này anh nói vậy thì sao chị mới mất có 60 mấy ngày thôi, sao anh không chờ tới 2 năm? Ví dụ em, thí dụ anh là người kiên nhẫn mà, thì sao anh không chịu chờ tới 2 năm? À, đến khi 2 năm đi rồi anh có thể, nếu mà đủ duyên á thì em nghĩ nó cũng sẽ đến với anh thôi. Còn bây giờ anh quyết định như vậy, liệu cái duyên nó có hợp lý không anh Thông? Thì duyên mà dù mà nó tâm lý thì đâu Minh Hoàng chờ chút nha, mở mở khách hết chút. Thì mình cũng vẫn đợi chờ hết hai người, dù cái duyên mà giữa tôi với cái mánh mà nếu mà có tốt, hai nữa là có đồng cảm với nhau, là có thấu hiểu tôi cho tôi thì được thôi. Thì chủ yếu là cái mánh là có thấu hiểu, là tôi biết rồi, tôi bây giờ em không có nói tới vấn đề đó, ý em nói anh Thông nè. Trời ơi, anh nói là anh có thể chờ chị Kim Ánh 1 năm 2 năm được, thì tại sao người chị mới có qua đời có 60 mấy ngày thôi, cho anh không kiên nhẫn anh chờ đợi 1 năm 2 năm sau rồi cũng sẽ được mà? Chị kiên nhẫn cho mà cái chỗ ý Minh Hoàng muốn nói anh ở cái chỗ này nó mâu thuẫn giữa cái lời nói của anh, cái cách suy nghĩ của anh. Tại vì chị mới mất 65 ngày mà anh chờ đợi không nổi, mà bây giờ anh nói lại là anh có thể chờ chị Kim Ánh là 3 tháng 6 tháng 1 năm 2 năm được đó, anh thấy có mâu thuẫn với cái lời nói của mình không? Không, tôi thì nói thiệt Minh Hoàng, tôi nói là thật sự lắm, tôi nói là cấp phép lắm. Tại là cái người chết thì nó khác, người mất nó khác, còn người sống thì bao nhiêu tôi cũng chờ được hết, được hết. Quan trọng là cái lời là cái chung thủy mình không, là cái chờ đợi không, kiên nhẫn không. Rồi thôi, em cũng không có bàn cãi nhiều với anh về cái vấn đề này. Ý hôm nay là anh gọi đến chương trình là anh muốn nhờ chương trình kết nối cho anh với chị Kim Ánh ở Việt Kiều Mỹ đúng không? Dạ dạ dạ. Cái này thì nó cũng còn là tùy duyên nha anh Thông. Từ rồi, sau rồi. Khi cái video anh đăng lên, chương trình mới có cái đường link gửi cho chị Ánh xem. Chị Ánh xem xong rồi thì mình chờ kết quả ở chị Ánh, chị Ánh có đồng ý hay không. Nếu đồng ý thì chương trình sẽ giúp cho anh chị có số để liên lạc với nhau. Còn nếu mà chị Ánh không đồng ý thì anh cũng có buồn ha. Cái đó là cũng duyên số của mình. Và cái video này anh sẽ bị cộng đồng mạng ném đá rất là nhiều, anh phải cố gắng chịu đựng nha. Tại vì tôi nói thiệt Minh Hoàng, đối với tôi là rất là bình thường, tại mình không có cái gì hết, mình sợ mình là nói thực tế, ta không anh có gì. Anh có thông qua con anh chưa? Có chứ, qua con chứ, qua con. Hai nữa là ý là tôi hỏi Minh Hoàng này, nếu mà Minh Hoàng đưa cái clip của tôi lên là ghép đôi với cái bánh mà trong đó khoảng được
thời gian là bao nhiêu lâu anh Hoàng? Cái đó em không biết anh, cái đó là mình phải chờ sự, thì anh nói anh chờ 1 năm 2 năm được, mà anh phải vội vã gì trong cái vấn đề mà anh hỏi em là phải bao lâu, tại vì cái đó cũng là do cái duyên. Mà ví dụ như bây giờ chị Kim Ánh chị xem anh rồi mà chị không trả lời cho tụi em thì tụi em cũng đâu có biết chừng nào đó. Cũng giống như anh nói anh chờ được 1 năm 2 năm thì mình cứ hy vọng như vậy thôi. Mà trong khi anh Thông nè, anh năm nay anh 59 tuổi, Rồi. chị Ánh năm nay là 63 tuổi. Sao mốt chưa anh? 63 tuổi anh, chương trình nắm giấy tờ mà anh, 63 tuổi Mà sao? thì anh liệu đi cách anh tới 4 tuổi, chị Ánh Rồi là sao? 63, 63 tuổi, anh 59 tuổi. Tại bữa cái bữa coi là Kim Ánh nó là lấy tuổi là từ 58 cho đến 63 mà. Thì đó, ý em nói cái tuổi của chị Kim Ánh là 63 tuổi. Vậy thì anh muốn thì chương trình sẽ giúp anh gửi cái đường link thôi, còn cái đó là hy vọng thôi, chứ còn tụi em đâu có tác động vào hoặc là một người này phải thương người này được, và cũng không bao giờ giúp được ai. Tụi em chỉ là cái nhịp cầu nối thôi, nói để cho anh chị có cái cơ hội. Giống như anh lên anh tỏ bày cái bản thân anh thì tụi em lấy đường link gửi cho chị Ánh xem. À, giống như là giúp anh có cái nhịp cầu gửi đến cho chị Ánh, rồi đợi chị Ánh xem rồi có cái kết quả trả lời chị có ok hay là no. À, thì Thì nói chung là anh cũng nhờ Minh Hoàng là cậu nói á, cậu nói là hai là ông không lái không, đò không. À, em thì anh đừng có đặt hy vọng vào chương trình anh, tại vì chương trình không có tác động được vào trong cái chuyện tình duyên của hai người, chỉ là cái nhịp cầu giúp cho hai người có thể đến được với nhau hay không, đó là ở cái duyên của hai người, chứ còn Minh Hoàng đâu có thể nào mà giúp anh nói là với chị Kim Ánh, hay nói với bất kỳ cái chị nào phải thương anh được, tại vì tụi em không có cái khả năng đó, tụi em chỉ là một cái cầu nối thôi đó. Hôm nay thì anh cứ hy vọng thôi, chứ biết sao giờ, nãy giờ nói chuyện với anh thì Minh Hoàng cũng nói hết lời rồi. Cái nào em Út thấy được thì em Út nói, còn em Út thấy không được thì em Út không nói. Cái vấn đề anh đưa ra thì nó cũng rất theo cái suy nghĩ của anh thì em cũng thông cảm, nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện duyên nợ, em không thể nào tác động được. Tại vì bây giờ như anh á, ví dụ như em nói thì anh Thông đừng có buồn ha, tại vì anh Thông xem chương trình của em thì anh Thông biết là em luôn lúc nào cũng nói thật và cũng khai thác triệt để cho đối phương có cái sự tìm hiểu nó rõ ràng hơn. Ví dụ như bây giờ đặt ngược trường hợp lại anh Thông nè, anh Thông là một Việt kiều Mỹ, anh là một người có tiền, có tài sản, anh có tất cả. Bây giờ anh về Việt Nam, anh có khi nào anh tìm một cái người vợ lớn hơn mình 4 tuổi không? Không, cái này anh phải trả lời thật. À, Minh Hoàng nói thật, nếu anh là một Việt kiều, anh có tiền đó, hợp đặt trường hợp lại rồi, chị Ánh là một người phụ nữ Việt Nam đi bán vé số chẳng hạn, hay là một nữ lao công, hay là phụ việc bán buôn cho người ta, anh có chọn không? Đây em, anh phải trả lời thật lòng đây, em muốn hỏi anh thật lòng như vậy, đặt ngược lại thì nó có cái kết quả rõ ràng hơn đó anh không? Thì anh trả lời. thì nãy Hoàng nói thì cái người đó ở bên Mỹ gì à, ở bên Mỹ gì à, thì nếu mà nếu nếu thương cái cô bán vé số thì là cũng bình thường mà bạn Hoàng ở bình thường mà đâu Em tại thấy em làm chương trình đó, có chia sẻ với nhau rồi, với hai là có đồng cảm với nhau thì nếu được tốt thì người ta cũng cũng lấy bình thường mà hay đâu.
Không, thời buổi bây giờ nó không có giống như anh nghĩ đâu anh ơi. Tại vì em làm, anh trả lời không thật, tại vì em làm chương trình em biết rất là nhiều anh chú Việt kiều Mỹ, Việt kiều các nước về lên chương trình của Minh Hoàng. Tuy rằng lên các anh các chú không nói tên của cái nhân vật ra, nhưng mà họ đã gọi trước cho Minh Hoàng và nhờ Minh Hoàng chuyển cái đường link cho những cái nữ đại gia, những cái nữ đại gia mà những cái nữ đại gia xinh đẹp nữa, họ mới chịu. Còn Minh Hoàng đưa ra cho họ những cái tình huống như là có những cái cô bán vé số rất là xinh đẹp, hay là những nữ lao công rất là xinh đẹp, nhưng mà đều bị từ chối hết. Tại vì Minh Hoàng muốn muốn nói cho anh để anh hiểu được cái vấn đề nó khó khăn đến mức độ nào thôi. À, thôi thì anh vẫn cương quyết thì chương trình sẽ giúp anh. À, sau khi đăng cái video này lên, Minh Tôi Hoàng nói sẽ gửi cái đường link cho chị Ánh xem và nè, nếu ra tôi á, nếu tôi mà như vậy á, là tôi cũng rất là bình thường, tại mình thương cái người nào mà giờ cái người đó có khổ hay có như nào nữa, là mình cứ tâm thương cái người đó thì được chứ không có cần nhiều mà nói là xấu hay nghèo người nào, tại mình thương cái người đó thì được thôi. bây giờ nè. À. À, bây giờ anh nói như vậy thì bây giờ trên kênh Mảnh Ghép Yêu Thương có mấy cái cô khoảng 55 tuổi lao công tòa nhà lâu mất, Rồi. anh có đồng ý không? Em sẽ kết nối cho rất là lẹ. Thì bây giờ tôi nói với chính quyền nè, tại giờ đây là tôi kết nối Ấn Độ với cô Kim Ánh, và nếu mà đỡ cái thời gian mà nếu mà không được thì tôi chỉ tính khác. Bây giờ giờ đây mình cũng chưa có quyết định được, tại bây giờ mình mới 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 cái bánh mà. Rồi bây giờ anh muốn gì? Nhưng mà nói trước với anh Thông nghe ha, nếu mà chị Ánh không chịu anh thì cái cơ hội của anh rất là ít. Sau này anh muốn kết nối với các chị khác sẽ không bao giờ các chị khác đồng ý đâu. Cái đó là em nói thiệt anh, tại vì anh muốn bày tỏ cái bản thân anh và gửi đến chị Kim Anh, chị Kim Anh sẽ ở nhịp đầu tạo cái điều kiện để cho anh đến được cái chị Kim Anh hay không, đó là ở cái duyên nợ, cái duyên số của hai người ha. Anh cũng có chắc anh em chương trình là đánh giúp anh, tại vì đưa anh cái lần đi thôi, rồi đợi trả lời, nếu mà chị đồng ý thì em sẽ báo chính thức cho anh, còn nếu Rồi. mà chị không Chắc đồng ý thì em cũng sẽ báo cho anh biết. À, thì bây cũng rất giờ mong anh kim có quen nghe, thì ý là tôi hỏi nói chung là cố gắng, nếu cố gắng thì minh hoàng thì giúp đỡ cho tôi, mà nếu được thành công tốt đẹp thì chừng đó tôi sẽ có một cái hậu đại cho minh hoàng đó. cảm ơn anh em, cái chương trình của em làm việc thôi, tụi em không có nghĩ đến cái việc mà Mỗi người là ý là mỗi người là khác, của tôi là không, khác. em chương trình là không có nghĩ đến cái chuyện sau này anh ơi. Ví dụ như sau này mà anh chị có hạnh phúc, anh chị có nghĩ đến được anh em chương trình thì anh em chương trình cảm ơn, chứ còn Hoàng chưa bao giờ mà mình nghĩ hay là yêu cầu cô bác anh chị phải làm cái chuyện đó. Đừng có hứa cái gì cả, cứ để cho nó tùy duyên đi. Và bây giờ anh có cái lời nào gửi đến chị Kim Ánh không, để chị Kim Ánh Thì nghe được? kênh của Nhân Hoàng thì tôi cũng nói vậy, là nếu mà Minh Hoàng gửi cái clip lên cho Kim Ánh đó, Kim Ánh mà có coi, cái hiểu mà thấu lòng tôi, là nói ra những cái công việc đó, hay những cái công việc mà có tâm có đức rồi, với chia sẻ với nhau rồi thương vợ thương con vậy. Là vậy, còn nếu mà được thì cái mánh này cho tôi cũng có một cái cơ hội, cũng tìm hiểu Minh Ánh, rồi với hai nữa
cái thời gian mà nếu được thì đồng cảm với nhau thì về Việt Nam thì sẽ nói chuyện nhiều hơn nữa. Chương trình ghi nhận sự chia sẻ của anh. Cảm ơn anh và cũng chúc cho anh Thông được nhiều may mắn trên cái từ kinh chị anh thế nào. Bây giờ anh Thông này, anh chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc. Thì giờ cũng chào khán giả trong nước mà ngoài nước ra nữa, là chúc kênh của Minh Hoàng càng ngày càng phát triển khắp năm châu luôn, là ai cũng biết cái kênh của Minh Hoàng là càng ngày càng nói trung thực và trong nước mà ngoài nước ai cũng đều biết là kênh của Minh Hoàng là thật là tốt hết. Càng chân thành cảm ơn lời chúc của anh. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật sự khỏe, vui vẻ, Vậy không tụt không. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Minh Hoàng ơi, cho.